các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì nổi bật, hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Vào ngày 29 tháng 7, Blackpink cho ra mắt MV phiên bản đặc biệt kết hợp cùng tựa game có tên là Ready for Love. Vắng bóng làng nhạc gần 2 năm, ca khúc mới của Blackpink nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành sản phẩm quảng cáo được quan tâm nhất trong năm. Ready for Love là ca khúc đã được nhá hàng nhiều lần trước đó, nhưng khi tung ra vẫn khiến dân tình bất ngờ bởi sự nổi trội của hai giọng ca Rosé và Jisoo. Và như một đặc sản, cứ sau mỗi bài hát người ta lại thấy fan Blackpink tranh cãi vì thời lượng của từng thành viên. Fan đã chờ đợi 2 năm để được phát hành phiên bản chính thức của Ready for Love. Ngoài âm nhạc vẫn đậm chất Blackpink với màu sắc hip hop, những đoạn rock bắt tai thì phần lyric vẫn bị đánh giá không có đột phá và rất ngắn trong thời lượng cả bài hát, do đó lai hát của các thành viên có phần hạn chế. Tỏa sáng nhất Ready for Love chính là Rosé và gây bất ngờ nhất là Jisoo. Sau khi ca khúc này được tung ra, phản ứng của dân mạng đều đổ dồn vào lai hát của chị cả và main vocal Blackpink. Thành viên được fan kêu oan lần này chính là Jennie. Blackpink hiện tại đã không còn là Blackpink của thời Dudududu. Jennie cũng không còn là công chúa YG bị các fan thành viên khác tố cáo được công ty ưu ái. Không chỉ xuất hiện mờ nhạt, đảm nhận thời lượng hát ít nhất trong Ready for Love, mà trong hàng loạt sản phẩm phát hành gần nhất của nhóm, Jennie với vị trí main rapper đều không được rap. Một cuộc nội chiến nữa trong cộng đồng fan Blackpink lại diễn ra vì fan riêng của Jennie. Theo đó, fan của Jennie cho rằng cô nàng chưa được giao cho vai trò thỏa đáng mặc dù là main rapper của nhóm. Việc cắt bớt lai hát của Jennie cũng khiến người ta cảm thấy bất bình. Bộ phận còn lại thì cho rằng điều này là bình thường. Mỗi ca khúc của Blackpink đều có sự chênh lệch về thời lượng của các cô gái, tùy bài hát nào hợp với ai hơn. Và dù xếp đầu hay xếp cuối thì lai hát của Blackpink bao giờ cũng đồng đều nhất nếu so với các nhóm nhạc khác. Hơn nữa thì Ready for Love chỉ là dự án quảng cáo game, chưa phải màn comeback chính thức nên có thể vai trò main rapper Jennie sẽ rõ ràng hơn trong album sắp tới. Vào ngày 30 tháng 7, Jimin đã rời Seoul tại sân bay quốc tế Incheon để đến Mỹ cho một lịch trình cá nhân, khiến hàng triệu ARMY điên đảo. Như mọi khi, rất nhiều người hâm mộ và phóng viên từ các hãng truyền thông khác nhau đã có mặt tại sân bay để chờ đợi được nhìn thấy nam thần tượng và chúc anh có một chuyến bay an toàn. Như một trong những phóng viên đã nói, bởi vì anh ấy là Jimin, những người yêu mến và ủng hộ anh ấy sẽ luôn xuất hiện để tiễn đưa anh ấy với rất nhiều tình yêu và cổ vũ cho anh ấy. Các phương tiện truyền thông sau đó đã đăng rất nhiều bài báo hình ảnh về sự xuất hiện của Jimin tại sân bay, ca ngợi phong cách và hình ảnh của anh chàng. K-Media được biết đến với những lần đặt danh hiệu đẹp đẽ và xa hoa nhất để thể hiện mức độ đánh giá cao của báo chí đối với Jimin. Một số câu có thể kể đến như hình ảnh chiếu sáng cả sân bay, trái tim rung động hiện diện, chỉ cần nhìn về phía anh ấy thôi cũng khiến trái tim tôi rung động, vẻ đẹp hút hồn, hào quang tỏa sáng. Khi những bức ảnh của Jimin được đăng lên mạng, fan đã đổ dầm dầm trước vẻ đẹp ấy và khen ngợi tất cả mọi thứ, từ trang phục đến phụ kiện, hình ảnh, nụ cười và khí chất của anh ấy. Do đó, Jimin đã chiếm lĩnh các xu hướng trending trên Twitter và lọt vào danh sách xu hướng trên toàn thế giới với nhiều từ khóa. Các bạn có những suy nghĩ gì với những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.